Mừng quý vị, anh chị và các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Vùng Nam California tiếp tục đe dọa cháy rừng, hơn 100.000 người phải di tản. Tiểu bang California hôm thứ Ba ngày 27 tháng 10 phải chuẩn bị đối phó với một ngày nhiều đe dọa cháy rừng do thời tiết gió mạnh và rất khô. Trong lúc các lính cứu hỏa phải rất vất vả tìm cách dập hai đám cháy lớn trong khu vực phía Nam đang lan ra rất nhanh chóng, khiến hơn 100.000 người phải di tản đi nơi khác. Các đợt gió được coi là mạnh nhất trong mùa cháy này đã kéo đến tiểu bang từ hôm Chủ nhật và tiếp tục lan sang ngày thứ Hai, trước khi dịu lại phần nào. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cho hay gió dự trù sẽ mạnh hơn và sẽ quay trở lại trong đêm thứ Hai và tiếp tục tới sáng thứ Ba, dù rằng với cường độ thấp hơn. Sở khí tượng quốc gia nói rằng sẽ có gió Santa Ana từ 50 dặm 1 giờ tới 80 dặm 1 giờ, tất nhiên là khoảng 80 km một giờ trên cho đến 128 km một giờ tại nhiều nơi trong vùng Nam California, nơi có hai đám cháy lớn đang thiêu rụi vùng đồi núi gần các trung tâm dân cư lớn. Một đám cháy khác bùng ra vào lúc sáng sớm ngày thứ Hai, khiến hàng ngàn căn nhà ở thành phố Irvine bị đe dọa, rồi sau đó có một đám cháy khác cách đó vài dặm ở thành phố Dọc Palinda. Hơn 100.000 người đã được lệnh di tản do đám cháy lan đi rất là nhanh. Có hai người lính cứu hỏa, một người là 26 tuổi và một người là 31 tuổi bị thương rất trầm trọng khi chiến đấu chống đám cháy tại Irvine. Cả hai người hiện đang được điều trị tại bệnh viện và phải thở máy. Theo các giới chức cứu hỏa ở tiểu bang California, công ty điện Southern California Edison báo cáo với chính quyền California rằng họ đang điều tra xem hệ thống thử điện của họ có gây ra đám cháy ở Irvine hay không. Theo SCE thì một sợi dây cáp cột vào đường dây viễn thông có thể đã chạm vào đường dây điện 12 kV ở phía trên. Gió ở khu vực bị cháy mạnh đến nỗi các phi cơ dùng và dịch dập lửa đã phải ngưng hoạt động trong phần lớn vào ngày thứ Hai tại Irvine. Tuy nhiên, đã hoạt động trở lại vào buổi chiều và buổi tối. Tại miền Bắc California, cường độ gió đã sụt giảm khiến công ty PG&E tái lập việc cung cấp điện cho nhiều khu vực bị cắt điện trước đó để ngăn ngừa cháy rừng. Vào lúc cao điểm có khoảng với chừng 1 triệu người sinh sống đã bị cắt điện. Thì tình hình ngày 27 tháng 10 tại miền Nam California thì đám cháy rất là mạnh. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi tin tức. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.